cuộc sống hiện đại với ánh sáng chói lòa của ánh điện, của gương đã làm lu mờ ánh sáng của vầng trăng. Tác giả đã tạo ra sự đối lập giữa hình ảnh vầng trăng tri kỷ, tình nghĩa trong quá khứ và vầng trăng của người dưng qua đường trong hiện tại. Sự đối lập này diễn tả những thay đổi trong tình cảm của con người. Thuở trước, ta hồn nhiên sống với đồng, với sông, với bể, với gian lao ở rừng. Khi ấy, chan hòa tình nghĩa, thiên nhiên và con người gần gũi, hòa hợp. Bây giờ, thói quen cuộc sống đầy đủ phương tiện khiến ta không còn thấy trăng tri kỷ, nghĩa tình nữa. Nhà thơ nói về trăng là để nói thế thái, nhân tình. Tuy nhiên, cuộc sống hiện đại luôn có những bất trắc, và trong chính những bất trắc ấy, ánh sáng của quá khứ, của ân tình lại bừng tỏ. Là lúc người ta nhận thấy giá trị của quá khứ gian lao mà tình nghĩa, thiếu thốn mà đủ đầy.